buổi sáng mình đi vô kinh buôn súng rồi đây. Đó, quay cho các bạn xem xe cuốc đang dọn dẹp cái bến để rồi dựng quốc lộ các bạn. Gào bự quá nè. Xe này cũng ở Phú Thọ các bạn. Rồi đi xích gà. Ủa đây nè. Ở đây cũng khó quay các bạn, tại vì ở đây quay cho bạn xem clip. Đất này thì chấp này kia không các bạn. Bọng chàng bứng lên nhổ lên cũng được đó. Thank you.
rồi mình xin kết thúc video nha các bạn.